Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự đêm ngày 21 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật trong chương trình. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 tại các địa phương trong tỉnh. Tăng cường công tác quản lý rừng và bảo tồn thiên nhiên mùa hanh khô. Tập trung giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tại các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao trong tỉnh. Trong phần tin quốc tế, quảng trường thời đại tại Mỹ đang được trang hoàng lộng lẫy chuẩn bị cho thời khắc bước sang năm mới 2023. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Tại huyện Bảo Yên, đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, triển khai kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của địa phương. Năm 2022, kinh tế xã hội của Bảo Yên tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự xã hội giữ vững ổn định, hiện 42 trên 48 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Trọng Hải đánh giá cao kết quả huyện Bảo Yên đạt được trong năm 2022. Đồng chí yêu cầu huyện tiếp tục bám sát chủ trương định hướng của tỉnh, tập trung lãnh đạo, triển khai có hiệu quả các đề án, kế hoạch, tăng cường phối hợp, kịp thời giải quyết những vướng mắc bất cập, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu năm 2023. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện đã phát động và ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ năm kế hoạch 2023. Huyện Mường Khương cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng chính quyền năm 2022, giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022, Mường Khương đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,8%, các sản phẩm chủ lực theo nghị quyết 10 của tỉnh ủy đều đạt và vượt mục tiêu, tổng thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu, văn hóa xã hội an ninh, trật tự, xây dựng đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm, toàn huyện kết nạp mới 200 quần chúng ưu tú vào đảng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung đề nghị năm 2023, huyện Mường Khương tiếp tục đổi mới lãnh đạo, chủ động triển khai sớm các chỉ tiêu kế hoạch, tập trung cho công tác giảm nghèo, triển khai có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của nhà nước, của tỉnh, quan tâm tới công tác xây dựng đảng, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán tại địa phương. Tại hội nghị, huyện Mường Khương đã phát động ký cam kết giao ước thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn năm 2023. Ngày 21 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai phối hợp với tổ chức Global Venture của Mỹ tổ chức tổng kết dự án hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2022. Dự án hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2022 do tổ chức GVI của Mỹ tài trợ từ năm 2018, có 18 trường học tại huyện Bắc Hà và thị xã Sapa được thụ hưởng kinh phí 6 tỷ đồng, trong đó tập trung vào các mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, công tác phổ cập giáo dục, phát triển mạng lưới trường lớp, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Dự án cũng hỗ trợ dinh dưỡng, cung cấp sữa cho gần 3.000 lượt học sinh mầm non, trao 130 suất khuyến học, hỗ trợ vật nuôi, máy nông nghiệp cho một số gia đình học sinh, nâng cao đời sống. Từ kết quả nổi bật đạt được, Sở Giáo dục và Đào tạo mong muốn giai đoạn tới, tổ chức GVI tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho các mục tiêu phát triển giáo dục tại Lào Cai. Chương trình Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023 tỉnh Lào Cai có chủ đề Xuân yêu thương, hành trình của sự kết nối, chia sẻ và tự lực vươn lên. Dự kiến tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 12 tới đây tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai. Để chương trình diễn ra thành công, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục hưởng ứng ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ bằng tiền mặt trực tiếp tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, địa chỉ phố Phùng Chí Kiên, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 3761-0905-1094-91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai. Thời gian tiếp nhận ủng hộ đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Phát huy sự năng động sáng tạo của tuổi trẻ trong phong trào khởi nghiệp và xây dựng nông thôn mới, huyện đoàn Simacai đã phát động xây dựng mô hình cán bộ đoàn nêu gương xây dựng nông thôn mới và làm kinh tế giỏi. Một trong những tấm gương tiêu biểu là đoàn viên Lùng Văn Hải, chi đoàn thôn Bản Mế 2, xã Bản Mế. Sau khi học xong đại học trở về quê hương, tận dụng diện tích đất rộng rãi của gia đình, anh Lùng Văn Hải quyết định khởi nghiệp bằng mô hình kinh tế trang trại. Nuôi lợn đen, trồng quýt ngọt, trang trại rộng 2 hectare này đang mang về nguồn thu mỗi năm từ 250 đến 300 triệu đồng. Quy mô của mình thì là cũng chỉ vừa và nhỏ thôi. Làm được như ngày hôm nay thì mình cũng đã gặp rất nhiều thách thức. Chăn nuôi không thể tránh được dịch bệnh, rủi ro. Công tác phòng chống là dịch bệnh, công tác tôi ưu tiên lên hàng đầu. Cùng với phát triển trang trại, gia đình anh Hải đang nuôi lợn đen bản địa. Mỗi lứa xuất chuồng từ 60 đến 80 con lợn thịt. Ngoài ra, anh cũng đang trồng thử 0,5 hectare cây quýt. Tới đây, anh dự định sẽ chuyển đổi 1,5 hectare đất nương đồi sang trồng cây ổi nữ hoàng. Bản thân tôi thì tôi cũng mong muốn phát triển cho chính gia đình. Và thứ hai nữa là muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Hãy mạnh dạn lên, hãy làm đi. Khi mà mình làm được ấy thì thành công sẽ đến với mình ạ. Luôn đi đầu trong mọi phong trào thi đua, đoàn viên Lùng Văn Hải tích cực vận động người thân, bà con trong thôn bản, nhất là các bạn trẻ cùng góp sức xây dựng nông thôn mới. Từ những nỗ lực và đóng góp của đoàn viên Lùng Văn Hải, được huyện đoàn Simacai vinh danh là thanh niên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2022. Đồng chí Hải, thì nếu mà nói về lĩnh vực công tác đoàn thì đồng chí cũng là một thanh niên tích cực, nhiệt tình, tham gia kể không những việc của bản thân tại gia đình mà đồng chí tham gia các công tác xã hội, ngay cả công tác đoàn thì đồng chí rất là nhiệt tình tham gia. Mong đồng chí Hải còn tiếp tục hơn nữa để mở rộng cái trang trại của mình để cho đoàn viên khác nói theo. Phong trào xây dựng nông thôn mới thì đối với đồng chí Hải, đồng chí cũng đã rất là tích cực tham gia các cái hoạt động cùng với ban chấp hành đoàn xã cũng như là chỗ chi đoàn thôn, cùng với ban chấp hành đoàn xã tổ chức xây dựng được một cái công trình chào mừng đại hội đoàn, tích cực chỉ đạo huy động đoàn viên thanh niên của chi đoàn cùng với thôn bạn mấy tổ chức dọn dẹp vệ sinh, tham gia các cái hoạt động phát quang, khơi thông nạo vét cống rãnh. Những đoàn viên thanh niên tiêu biểu như anh Lùng Văn Hải đã và đang thể hiện rõ tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tích cực tham gia xây dựng quê hương Simacai ngày càng đổi thay, phát triển. Thời tiết hanh khô hiện nay làm tăng nguy cơ cháy rừng ở những địa bàn trọng điểm. Các địa phương đã tổ chức được 46 cuộc họp thôn bản nhằm nâng cao ý thức tuần tra, bảo vệ rừng của mỗi người dân, cộng đồng. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 785 cuộc họp thôn bản tại nơi gần rừng để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật về bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, với hơn 36.000 lượt người dân tham gia. Các địa phương đã tổ chức được 117 lượt kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Thời điểm hanh khô như hiện nay, các địa phương cần giám sát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong đốt dọn nương và xử lý thực bì, nhất là khi dự báo cháy rừng ở cấp cao, tuyệt đối không đốt dọn thực bì trong rừng, ven rừng. Chuẩn bị tốt các nguồn lực phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các chốt, trạm và khu vực trọng điểm, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các điểm cháy phát sinh. Thưa quý vị và các bạn, mới có 66% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Kết quả này khiến xã Khánh Yên Trung của huyện Văn Bàn đang gặp khó khăn về tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đây không chỉ là vấn đề của riêng xã Khánh Yên Trung mà còn là thực trạng chung của nhiều xã trong tỉnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Khi chưa về đích nông thôn mới, toàn bộ người dân ở Khánh Yên Trung đều có thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó đa số được nhà nước hỗ trợ vì là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Sau niềm vui đạt chuẩn nông thôn mới, không ít người dân cảm thấy hụt hẫng vì không còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Cũng muốn cố gắng mua nhưng mà chưa có tiền để mua thôi. Theo thói quen là đã được hỗ trợ nhiều năm và bây giờ thì đột ngột về được bị cắt mất, không được còn chế độ hỗ trợ nữa. Thì người dân cũng nhiều người cũng còn đang bị hững và đang theo cái thói quen là để được hỗ trợ. Người ta vẫn muốn một cái tâm lý là đợi để được xem có chính sách hỗ trợ nào của tỉnh thì họ mới mua. Đạt chuẩn nông thôn mới, xã Khánh Yên Trung tiếp tục lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhân dân tỏ rõ sự đồng thuận với chủ trương của Đảng, chính quyền xã. Vậy nhưng khi triển khai tiêu chí y tế nâng cao,
yêu cầu đặt ra là phải có 95% số dân trở lên tham gia bảo hiểm y tế. Trong khi tỷ lệ này của xã trong năm 2021 mới đạt trên 31%. Cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, xã Khánh Yên Trung xác định giải pháp cốt lõi nhất để nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là phải nâng cao được mức sống của nhân dân. Bởi chỉ khi người dân có đủ điều kiện kinh tế sẽ tự nguyện mua bảo hiểm y tế. Với những nỗ lực như vậy, xã Khánh Yên Trung đã đạt tỷ lệ 66% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục là tuyên truyền cho bà con nhân dân. Ở đây thì chúng tôi cũng đã thực hiện thường xuyên ở các cái cuộc họp tại các thôn và các cái cuộc họp tuyên vận của đảng ủy, rồi là tận dụng tất cả các cái cuộc sinh hoạt của bà con nhân dân của các đoàn thể để thực hiện cái việc tuyên truyền này. Tính chung toàn tỉnh, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trung bình tại các xã đã đạt trên 89%. Kết quả này thể hiện những nỗ lực đáng ghi nhận của các địa phương và các ngành liên quan để sớm hoàn thành về tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, hơn một tuần qua, thời tiết miền Bắc ít mưa, rét đậm là nguyên nhân khiến giá rau xanh tiếp tục tăng nhiệt và dự báo rau vẫn khan hiếm và giữ giá cao trong những ngày tới. Chuyên canh rau đã nhiều năm, nhưng với anh Nguyễn Xuân Hưng ở thôn Soi Cờ, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng thì chưa bao giờ việc làm rau vụ đông lại khó khăn vất vả như năm nay. Vườn rau hơn 6.000 m2 vào thời điểm này, những năm trước hái không kịp thì năm nay sản lượng giảm tới 40%. Theo anh Hưng, nguyên nhân chính là do thời tiết diễn biến bất thường, đặc biệt là đợt rét này, nhiệt độ giảm sâu kèm theo sương muối khiến người trồng rau càng vất vả. Như tôi thì năm nay mà trồng rau này là thời tiết năm nay nó cũng khắc nghiệt nên nó cũng khó làm, nên bà con khó. Mình có xuống cây giống các thứ, mình có mỗi lần xuống là nó lại toàn bị nấm rồi. Nấm nó lẫu đi nên đâm bà con cũng khó làm. Như bây giờ hiện tại, như bây giờ thì bà con được cái giá như này không có rau bán. Những xào rau của gia đình chị Nguyễn Thị Truyền ở thôn Chính Tiến cũng nằm trong tình trạng tương tự. Không còn những luống súp lơ xanh tốt, bông to, mà là những cây rau như thế này. Hiện gia đình chị đang tích cực chăm sóc, khắc phục những diện tích đã hư hỏng để chuẩn bị gối vụ cho lứa rau vào sau Tết Nguyên đán. Năm nay rau kém lắm, lúc thì thời tiết lúc đầu ấy thì là nó nóng nồm ấy, xong là sâu bọ lan ác cũng hỏng, thế xong rồi đến lúc nó rét thì nó rét đột ngột xuống cây lại không phát triển ấy. Sản xuất rau khó khăn, lượng hàng cung cấp sụt giảm, vì thế dẫn tới tình trạng giá rau tăng chóng mặt trên thị trường. Các loại rau thơm tăng gấp 3 lần so với thời điểm cuối tháng 11, còn su hào, súp lơ, bắp cải, cà chua cũng tăng từ 1,5 đến 2 lần. Nhân gia đình mình mà trồng một ít rau ăn ấy thì là nó cũng hỏng nên là nó là tình trạng chung rồi nên là giá cả các chắc chắn là nó phải lên rồi. Chắc là do khí lạnh nhiều quá thì rau cũng kiểu không khó phát triển, với cả nhiều lúc là hiếm hàng cũng phải lúc nào cũng có. Trời phải trở nên ấm một chút thì giá rau sẽ chắc chắn là sẽ phải giảm xuống. Theo dự báo từ nay tới Tết Nguyên đán 2023, dự báo sẽ còn các đợt rét đậm rét hại, ít mưa. Với người trồng rau đây là mối lo lớn, cộng với khó khăn về giá vật tư đầu vào, công lao động tăng, việc đội giá thành sản phẩm rau xanh trên thị trường thời gian tới là khó tránh khỏi. Tiếp tục chương trình, Việt Nam là điểm đến ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2022. Trong phần tin quốc tế, Anh công bố mẫu tiền giấy mới. Sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh, di sản văn hóa thế giới Hội An đã có những tín hiệu phục hồi du lịch lạc quan. Trong đó, mùa cao điểm lễ hội cuối năm nay, thành phố Hội An sẽ đăng cai nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc phục vụ du khách và cộng đồng. Lần đầu tiên tại Hội An sẽ diễn ra lễ hội Tinh Hoa Trà Việt, quy tụ khoảng 30 nhà trà và đông đảo các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và người yêu trà trên cả nước. Lễ hội bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 và kéo dài 3 ngày với nhiều hoạt động hấp dẫn. Để chào đón du khách, đặc biệt là mùa khách quốc tế cuối năm, thành phố Hội An sẽ cho ra các sản phẩm sự kiện lễ hội mang thông điệp về du lịch xanh như con đường nghệ thuật và sáng tạo, với trại sáng tác các tác phẩm nghệ thuật từ nguyên vật liệu tái chế, festival nghệ thuật sắp đặt môi trường biển Hội An,
hội chợ du lịch xanh. Tất cả nhằm truyền cảm hứng và nâng cao nhận thức cho cộng đồng làm du lịch và du khách về du lịch bền vững. Giải thưởng ẩm thực thế giới lần thứ 3 đã công bố danh sách giải thưởng năm 2022, trong đó Việt Nam được vinh danh là điểm đến ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2022. Theo đó, lễ trao giải thưởng ẩm thực thế giới lần thứ 3 vừa diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Việt Nam đã vượt qua nhiều quốc gia vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan để trở thành điểm đến ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2022. Giải thưởng ẩm thực thế giới ra đời nhằm tôn vinh và khen thưởng sự xuất sắc trong ngành ẩm thực thông qua lễ trao giải hàng năm. Đây cũng là giải thưởng nằm trong hệ thống giải thưởng du lịch thế giới. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay xuống còn 2,7% do tác động của dịch COVID-19 và những vấn đề phát sinh của thị trường bất động sản nước này. Ngân hàng Thế giới nêu rõ, hoạt động kinh tế ở Trung Quốc tiếp tục biến động lên xuống do tác động của đại dịch COVID-19, đà tăng trưởng chậm lại và phục hồi không đồng đều. Do đó, WB đã hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc trong năm nay xuống còn 2,7%, giảm so với mức 4,3% đưa ra hồi tháng 6 vừa qua. Cũng theo WB, GDP của Trung Quốc sẽ phục hồi lên mức 4,3% vào năm 2023 nhờ mở cửa trở lại nền kinh tế. Trước đó, giới chức Trung Quốc cho rằng nền kinh tế nước này sẽ phục hồi toàn diện vào năm 2023 nhờ ba yếu tố chính gồm điều chỉnh phù hợp biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19, các chính sách thúc đẩy tăng trưởng, phát huy hiệu quả và cơ sở tham chiếu tăng trưởng của năm 2022 thấp. Ngân hàng Trung ương Anh vừa công bố mẫu tiền giấy in hình vua sắc đệ tam. Ông cũng trở thành vị quân vương thứ hai được in lên tiền giấy sau cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Theo đó, hình ảnh vua Charles đệ tam sẽ xuất hiện trên những tờ 5 bảng, 10 bảng, 20 bảng và 50 bảng. Đây là lần đầu Anh công bố mẫu tiền mới sau khi ông Charles đệ tam trở thành quốc vương, được coi là sự chuẩn bị cho lễ đăng cơ chính thức vào tháng 5 năm 2023. Mẫu tiền mới dự kiến được lưu hành vào năm 2024, khi đó tiền in hình vua Charles đệ tam hay cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đều có thể sử dụng hợp pháp. Các thành phố trên thế giới đang bước vào mùa lễ hội cuối năm sôi động. Một trong những điểm chào đón năm mới nổi tiếng là quảng trường thời đại tại Mỹ đang được trang hoàng lộng lẫy, chuẩn bị cho thời khắc bước sang năm mới 2023. Con số 2023 lấp lánh đã được dựng lên tại quảng trường, chờ đợi giây phút thả quả cầu pha lê trong thời khắc giao thừa. Người dân New York đã đổ về đây để cùng hòa chung không khí chuẩn bị tưng bừng này. Trước khi được đặt ở đây, con số 2023 khổng lồ cao hơn 2 mét đã đi khắp nước Mỹ từ Los Angeles, California và dừng ở các bang Nevada, Tennessee, Washington, Pennsylvania. Nó mang theo thông điệp truyền cảm hứng cho một năm mới nhiều điều vui vẻ. Năm nay, lần đầu tiên thế giới được đón một bầu không khí năm mới không còn áp lực về những quy định giãn cách, thực sự là may mắn. 11 ngày nữa là đến giao thừa. Nhiều người dân đã đeo kính 2023 để chờ đón năm mới với nhiều niềm hy vọng và khởi sắc hơn. Thưa quý vị và các bạn, đầm Chuồng nằm trong hệ thống đầm phá Tam Giang Cầu 2, cách trung tâm thành phố Huế chừng 15 km về phía đông, thuộc huyện Phú Vang. Đây là nơi ngắm bình minh đẹp nhất trong hệ thống đầm phá Tam Giang. Khi mặt trời ló dạng, cả không gian mênh mông rộng lớn được nhuộm đỏ một màu bất tận. Và những hình ảnh bình minh trên đầm Chuồng sẽ khép lại chương trình thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.